Mình là Kira và đây là video tóm tắt 100 ngày Minecraft sinh tồn siêu khó trong thế giới Minecraft đại dịch zombie apocalypse. Trong một cái thế giới Minecraft zombie chạy nhông lon ton đầy ngoài đường. Mà thật quái là mình không hiểu sao phần bình luận rất nhiều người kêu mình làm cái mốt này nhá, kiểu các bạn muốn mình bị hành hạ hay sao ấy. Nhưng mà các bạn sai rồi, mình chỉ sợ rán thôi chứ zombie thì mình không có sợ. Và ok, chào đón các bạn, hôm nay sẽ là clip thử thách 100 ngày sinh tồn trong thế giới Minecraft tận thế zombie. Bình thường là sẽ có những cái đêm trăng máu khiến cho zombie spawn ra một số lượng cực kỳ đông luôn, và mình không thể nào ngủ qua cái đêm ấy được, nói chung là rất là khó khăn cho mình. Và bằng một cách thần kỳ đấy, cái map này của mình nó full trăng máu luôn, không có một đêm nào đêm bình thường cả. Và mình đã sinh tồn 100 ngày bằng cách nào, các bạn xem video sẽ rõ. Nếu các bạn thích video đừng quên bấm nút like và bấm nút đăng ký để ủng hộ mình. Còn bây giờ đi, chúc các bạn xem video vui vẻ. Thực sự mình quá chán với cái việc các bạn hay chê mình trộm đồ, chê mình không có ý thức này kia. Và hôm nay mình sẽ làm một tấm gương sáng. Ngay khi vào map mình đã giúp các bạn dân làng thu hoạch khoai tây, thu hoạch cà rốt, giúp các bác sửa lại nhà, đập những bờ lốc gỗ, những bờ lốc đá bị thừa trong nhà các bác đi. Và sau đấy mình còn giúp các bạn dọn lại những cái kệ sách bị bụi bẩn vãm vào. Ôi trời ơi, không cần cảm ơn nữa bác ơi. Ủa gì vậy? Là sao vậy? Không hiểu luôn á. Ôi trời ơi, lại rào nhanh quá. Sau khi giúp đỡ dân làng xong thì mình quyết định giết một đi cừu lấy thịt, và mình quyết định đào thẳng xuống để kiếm khoáng sản. Hiện tại đây là ngày đầu tiên và chưa có trải qua bất kỳ một cái đêm nào cả, cho nên là zombie vẫn chưa có nhiều. Và thực sự mình chỉ có một ngày duy nhất để chuẩn bị đồ thôi, bắt đầu từ đêm thứ hai. Đêm trong máu các kiểu zombie nó cực kỳ đông, rất là mệt luôn. Mình phải cố gắng kiếm thật nhiều khoáng sản trong ngày đầu tiên này, và mình đào rất là nhiều luôn. Và sau đấy mình chui lên mặt đất thì trời tối lắm rồi. Khi mà mình lên mặt đất, quái vật bắt đầu sinh ra rất là nhiều, mà nó còn khá là trâu so với đồ của mình nữa. Hiện tại mình chỉ đồ đá thôi, so với số lượng zombie này mình chém không biết bao giờ cho nó chết hết được luôn á. Cho nên mình quyết định chém một vài con lấy một chút kinh nghiệm, xong đấy mình cũng bỏ chạy chứ không thể nào mà ăn lại đám này được. Thế là mình bị nó rượt đến tận sáng hôm sau luôn. Nói thế thôi chứ thực ra cũng khá là sợ ấy. Mình chạy đến ngày thứ hai đến thẳng một cái đỉnh núi luôn. Trên này có cừu các kiểu và khoáng sản ở trên mặt núi luôn. Nói chung khu này mình thấy khá là đẹp để mình sinh tồn á. Mình cũng có ý tưởng để mà mình làm một căn cứ ở đây rồi. Mình sẽ quyết định làm nhà trong hang để mà trốn khỏi zombie. Trong lúc xây nhà mình nhận ra là cái mốt kinh dị, cho nên là cái cây hình tròn nhìn cũng kinh dị không kém luôn. Cây hình tròn xây nhà đúng xấu ấy, mình phải chế làm gỗ thường để mình xây một cái căn cứ ở đây á. Nói chung là mình tạm thời xây một căn cứ nhỏ nhỏ để mình chống zombie thôi. Trước cửa mình còn làm thêm một cái bẫy nữa để mà zombie lợn nó có đông quá nó cũng không tràn vô nhà mình được nhiều. Nói chung thì sau bao nhiêu năm đi trộm cướp của dân làng á thì cuối cùng mình cũng sợ cái đám zombie nó trộm ngược lại của mình lắm. Mà sợ nó trộm cái gì các bạn biết không? Nó trộm mạng mình luôn á. Bọn này nó rất đông và nguy hiểm. Ai mà biết được đêm hôm nó chui vào nhà mình nó làm gì mình đúng không? Zombie cũng có nhiều zombie biến thái lắm, lỡ làm gì mình nghĩ sao đúng không? Đấy, thế là mình làm một cái hố đây, zombie nó không biết bắt cua ấy, đấy là một lợi thế. Và mình sử dụng những ngày đầu tiên để mình trang trí một căn cứ nhỏ ở đây, nói chung là cũng chỉ để an toàn tính mạng thôi. Mình còn làm thêm một cái thuyền để trước cửa ấy, để lỡ mình có lọt xuống mình còn bấm một cái thuyền để mình bay lên. Và đây cũng là lý do tại sao mình sợ rán chứ không có sợ zombie. Zombie thì mình biết trước được đường đi nước bước của nó để mình còn chuẩn bị á, chứ riêng con rán nó bay thì yếu ai biết nó bay đường nào mà né đó. Thì nói chung ngày đầu tiên khá là suôn sẻ, nhưng mà trong lúc mình dây hầm thì mình lỡ đập block xong bị lỗi không đặt lại được á, thì thôi. Nhà mình kiểu như cái biển ấy mà không phải biển nước các bạn, là biển zombie nó tuần mà như gì á, mà nó khè khè thế này thì tai ai mà chịu nổi đúng không? Điếc kinh khủng luôn á. Thế đêm hôm đấy mình ngồi mình trầm cảm, mình tự kỷ, mình ngồi nhìn ngắm zombie nó tràn vào nhà mình từng tốp, trông nó có chén chứ. Mồm mình nói không sợ đâu chứ tay cũng run cầm cập các bạn. Mình chơi toàn chơi đêm mà toàn chơi 2-3 giờ sáng không à. Nhìn cái đám zombie thì có đẹp trai xinh gái gì đâu, nhìn kinh ngữ chịu. Thế là mình ngồi mình run cầm cập lảo đảo mãi nguyên đêm, ngồi chém. Chém mà kiểu muốn trầm cảm á, chém muốn gãy cái kiếm mà nó không chết, nó quá đông mà quá mạnh ấy. Chém đến tận sáng luôn. Chém đến sáng thì mình cảm giác là mình không cần một cái xe cứu thương đến thẳng bệnh viện tâm thần rồi đấy. Thôi mà nếu em có lỡ mồm em so sánh với đại ca và với con rán, đại ca không tha cho em đi. Trời ơi, quá là chán rồi, mình quyết định mình bỏ luôn ngôi nhà này luôn, mình đi khám phá luôn. Trời ơi, nhà mình cảm giác như nhà kiểu khách sạn của đám zombie, nó đến mở party chơi đồ, nó ngồi khè khè nguyên đêm nó không chịu nổi nữa. Mình vừa định bỏ nhà ra đi, bước ra cửa thì mình thấy một cái gì đó màu vàng vàng ấm ấm. Chắc các bạn không hiểu mình định làm gì rồi ha. Cũng là tiếng kêu gào, nhưng mà mình thích cái tiếng kêu gào này hơn. Ôi, không giảng hòa gì hết, không giảng hòa nữa. Mình bảo rồi, mình chỉ sợ rán thôi, zombie không có cửa. Còn lâu mình mới sợ zombie. Mà mình phải công nhận là bọn này nó đông thật đấy, nó đông đến mức mà mình không bật shader, mình cũng lag rồi này. Gặp một vài củ cà rốt, thế là sau đấy mình lại tiếp tục sửa nhà. Mình quyết định mình không bỏ nhà ra đi nữa. Và đêm hôm đấy đám zombie nó kéo đến nhà mình rất là đông luôn. Mình mới trang trí được có một phần nhỏ của ngôi nhà ấy, các bạn nhìn cửa kìa. Chưa trang trí được gì luôn, mới được có một góc tí. Thế là nó lại hành mình rồi. Giờ thì người không có mảnh giáp che thân thế này, các bạn nhìn nữa. Úi trời ơi, mới lại ca ơi, em xin lỗi. Kinh quá. Rồi, nó nhìn nó cũng không quá ghê đâu, nhưng mà với cái số lượng này thì mình làm mình hơi rén đấy. Giờ đồ thì toàn dìu đá các kiểu, chém bao giờ cho nó chết trời. Xấu quá trời quả đất. Thôi mấy anh này ca, tha cho em đi, không em chổng mông vào mặt này. Uầy, quả nhiên đám quái vật này quá là biến thái luôn. Sau một vài pha mình chổng mông mình dụ địch thì quỷ. Ôi trời ơi, dính bẫy hết rồi mới nhóc.
Trời ơi, zombie, trời ơi, zombie. Nhưng mà thực sự luôn dụ nó vào bẫy xong là một chuyện nha. Mình chém gãy kiếm mà nó không chết cái gì ấy. Châu nó cũng vừa vừa thôi. Thế là thôi, lại bắt đầu kiểu lao vào trầm cảm thôi. Mình cảm giác cái bẫy này nó cũng ế hoạt động. Cái đám zombie nó quá đông mà nguy hiểm rất thích thật thôi. Thế mình quyết định mình nâng cấp đồ, mình bỏ nhà ra đi. Mình đi đào khoáng sản các bạn ơi. Kiếm sắt chém muốn trầm cảm thế này thì thôi. Mình làm một cái thang, làm thẳng xuống tầng 11. Mình đào trong nhà luôn, không dám ra khỏi cửa luôn. Đám zombie nó đông ứ chịu được. Giờ mình ra ngoài phát nó vồ vập mình ngay. Và trong thời gian đấy mình cố gắng sửa nhà một chút. Nói chung là chỉ dám trong nhà và sửa nhà thôi, không có dám làm gì hết á. Mở rộng cái hang của mình ra thôi. Giờ mà ra cái đám biến thái cái nó vồ một phát là còn đúng cái nịt. Mà em xin với đại ca ấy tha cho em đi mà. Xin mà. Mình có dùng ở lava để mình sửa cái đám này, nhưng mà thực sự nó quá là ồn ào luôn. Và thực sự rất là đông. Mình giết hết top này, nó lại ra thêm top khác thì thôi. Dẹp đi, đi đào khoáng sản. Nói chung là trầm cảm với zombie, nhưng mà mình cũng khá thích cái mod này. Tại vì nó có cái viên miner ấy, khiến mình không bị lười đào khoáng sản nữa. Và thực sự mình phải rất là chăm chỉ đào khoáng sản cho cái mod này luôn. Tại vì chúng ta cần chế súng để mà đánh lại đám zombie này. Và súng cần rất là nhiều tài nguyên luôn, nó không hề rẻ một tí nào cả ấy. Mình mà lười đào khoáng sản một phát thôi là sau này zombie nó nâng cấp lên, mình sẽ không thể nào chém nó bằng kiếm được nữa. Lúc đấy thì thôi, xin vĩnh biệt cụ. Và thực sự zombie quá là đông, quá nhiều thứ để làm hết. Mình về nhà mình nâng cấp lò nung lên để mình nung cho được nhanh nhiều đồ hơn á. Và sau đấy mình lại đi đào tiếp vào, chứ mình không dám ở nhà thêm một lần nào nữa ấy. Cũng khá là may vì zombie nó tập trung ở nhà mình rồi. Dưới hang này không có quá nhiều zombie và những đêm trăng máu. Nó chủ yếu cũng chỉ xuất hiện trên mặt đất thôi. Hiện tại vẫn chưa đến nỗi nó chui xuống dưới lòng đất tìm mình. Nếu mà có thì cũng không quá đâu. Thực sự mình cần rất là nhiều quặng. Và mình thậm chí mình còn bị delay lại đồ kim cương. Mình không đào được quá nhiều kim cương ấy. Mình phải tập trung vào những khoáng sản khác để sau này còn chế súng nữa. Thực sự cần rất là nhiều luôn á. Mình không dám đi tìm kim cương ngay lập tức luôn. Kim cương chắc phải gác lại sau đi. Rồi mà tham một tí kim cương là sau này bị thọt đồ nguy hiểm lắm. Ui giời ơi, zombie thì còn zombie nữ này. Nhưng mà nhìn chán đời quá. Nung xong thì khoáng sản thì mình lại tiếp tục làm thêm một cái cúp nữa để mình đi đào tiếp. Mấy con kia nó khè ở nhà thực sự rất là ồn ào, mình không làm được gì luôn á. Chồng mông ở mặt này đấy, trời ơi, mấy con zombie này khoái mông lắm. Cứ thấy mông là lại gần thôi. Và chơi đùa đám zombie một chút, mình lại đi đào siêu nhiều khoáng sản luôn. Mình đào khá là nhiều khoáng sản ở đợt này và còn kiếm thêm một chút kim cương. Thế là mình quyết định về nhà làm thêm cốc kim cương nung đồ và lại đi đào tiếp, chứ thực sự ở nhà nó ồn không chịu được luôn các bạn. Có chút chút kim cương thì mình về nhà làm thêm một vài món thần khí và chút đồ kim cương. Đầu tiên là một cái thương gì đấy, ban đầu mình khá là ấn tượng vì nó khá là nhiều sát thương ấy, nhưng mà đam to, tuy nhiên thì chém không có được lan ấy, chém farm khá là chán. Và sau đấy mình còn làm thêm một cái vạt nó đam khá là to nhưng cũng không chém lan được luôn. Và món cuối cùng là cái saber thì mình thấy nó chém lan khá là ổn thì mình quyết định lấy cái này luôn, chặt như chặt rau luôn các bạn. Nói chung thời gian đầu rất là khó khăn, mình đi đào rất là nhiều. Hiện tại vẫn chưa được nhiều lắm, nhưng mà cũng đủ để mình làm thêm một bộ giáp sắt để mình an toàn được hơn. Chứ với cái người không như này và số lượng zombie như thế kia, tầm này mình ra chỉ có làm thịt cho bọn nó thôi á. Thực sự rất là nguy hiểm luôn. Và đồ bắt đầu cũng ổn ổn rồi thì mình cũng liều hơn, mình ra ngoài mình chém zombie. Mục đích của mình là đi khám phá và giết thêm một vài con bò nữa. Mình lấy ra bò mình phù phép đồ. Đồ tầm này vẫn chưa phải là mạnh nhá. Nếu buổi sáng thì ok, chứ ban đêm mình không thể nào chống lại cái đám zombie siêu to khổng lồ này đâu. Ban ngày thì an toàn hơn khá là nhiều, zombie nó cũng thưa thớt hơn nữa. Trở về nhà thì mình cũng đủ làm một cái bàn phù phép và mình cũng sửa lại ngôi nhà của mình luôn, thêm một cái khu để phù phép đồ. Mà thực sự giờ mình cũng chỉ muốn giảng hòa cái đống zombie cái thôi, chứ nhìn nó nản quá. Sau một thời gian dài thăm ngàn kẹp ngần thì mình cũng làm được bàn phù phép và nâng cấp cái nhà của mình nhìn sáng sủa hơn. Nói chung là cũng giàu hơn một chút ấy, dương thì cũng xịn hơn rất là nhiều rồi. Giờ mình cũng bớt sợ đống zombie này rồi. Và hôm sau mình quyết định ra trồng mía. Đám zombie hiện tại vẫn chưa có tiến hóa cho nên tốc độ di chuyển của nó không có bằng mình, nhưng mà nó cũng khá là phiền tại vì số lượng đông á. Mình phải cố gắng mình cày đồ thôi, phải làm cả đêm thôi, đằng nào cũng không ngủ được, cố gắng mà làm chứ sau này nó tiến hóa lên mà không có đồ ngon ấy thì thôi, chấm dứt series tại đấy luôn á. Nói chung điểm mà sinh tồn là 100 ngày trong cái map này thì phải chăm chỉ á, chứ mình kiểu mới ngày đầu thấy cái đám zombie đi chậm mà chủ quan thì không ổn đâu. Sau này lỡ mà nâng cấp lên thì xoay sở không có kịp luôn á. Ở ban block thì mình phải cày đồ vì khá là nghèo, còn cái này thì mình phải chạy đồ tại vì zombie quá đông ấy. Nói chung là mỗi cái nó sẽ khó khăn theo một kiểu khác nhau. Ôi giời ơi, không biết là Kendrick hay là Kuro có đi trộm đồ ở đâu không, xong bảo là Kira dạy hay không mà zombie đến nhà mình đông quá. Chỗ có chán chưa?
Và thực sự đây cũng là một cái lợi cho mình, khiến mình có thể farm zombie kiếm kinh nghiệm và phù phép đồ. Mình đã dành ra một vài ngày để mình phù phép đồ ở đây, và đồ mình hiện tại cũng khá là ngon rồi. Và cho đến hiện tại mình chiến zombie cũng đau hơn rất là nhiều, và mình bắt đầu cảm giác mình mạnh rồi, có thể chiến đấu với cái đám zombie để bảo vệ ngôi nhà được rồi á. Đây, tầm này thì Kendrick với Kuro có trộm đồ ở đâu xong đổi nhiều cho mình cũng không có sợ nữa. Sau đấy mình nâng cấp đồ mình lên vàng khè luôn. Nói chung là nhà mình rất là giàu rồi, và mình còn nung thêm cát lấy nhiều kính để sau này còn có việc cần đến. Mình sửa cái cục nát của mình và tiếp tục đi đào rất nhiều khoáng sản. Đào xong thì mình quyết định về nung được khoáng sản này lên. Mình cần phù phép thêm một cúp sắt để đào khoáng sản này nhiều hơn. Và ôi trời ơi, ra tài ba liền. Thế là mình có rất là nhiều kim cương. Vị thần may mắn phù hộ các bạn hiểu không. Và sau đấy mình đào thêm rất là nhiều quặng khác nữa. Nói chung là giờ mình rất là giàu rồi. Và được như kế hoạch của mình, đồ của mình cứ nâng cấp từ từ. Và cuối cùng cũng lên được đồ kim cương. Đồ kim cương thì cũng rất là ngon luôn. Nâng cấp ra tài ba nó còn tặng thêm một đống dòng ấy, như một trò ảo thuật luôn á. Và thế là mình đào thêm rất là nhiều khoáng sản. Nói chung là giờ mình cũng đủ đồ rồi đó. Sau này có cần thêm hay không thì không biết, chưa, cho đến hiện tại đồ mình cũng khá là mạnh rồi. Đủ đồ thì mình cũng làm thêm một bộ giáp kim cương cho nó mạnh hẳn lên. Và tử tế hơn, mình cũng dành ra gần chục ngày để mình ngồi farm kinh nghiệm và mình nâng cấp đồ của mình lên, kiếm, dìu, cúp, sẻng, cung và cả giáp nữa. Nói chung là phù phép rất là nhiều dòng để bảo vệ bản thân rồi. Cho đến hiện tại mình vẫn chưa có súng, tuy nhiên thì zombie vẫn chưa có nâng cấp quá mạnh và đồ của mình cũng đủ để phòng thủ. Tuy là chưa đủ để tấn công lại zombie nhưng mà để phòng thủ thì cũng khá là ổn rồi. Và mình quyết định dành thời gian để sửa lại căn cứ. Tuy nhiên thì cái đám này nó phá rất là phiền luôn. Mình không thể nào xây một cách bình thường được, phải vừa xây vừa chém và thậm chí là đổ nước để giạt của nó ra để xây á. Nói chung là dùng đủ mọi cách, chạy vòng vòng, dụ nó đi xong ngồi xây các kiểu, nói chung vừa sửa nhà vừa dụ vậy đó. Khó chịu thực sự luôn. Cái đám này nó có hiểu cái tâm tư của mình đâu, mình cũng buồn lắm chứ mình cũng đâu muốn đâu, mình cũng đâu làm gì nó đâu, nó bắt nạt mình hoài à. Và đấy cũng là lý do mình sửa gấp 3, gấp 4 lần thời gian bình thường, mà thậm chí có những thứ phải gấp 10 lần thời gian bình thường á. Cái đám này nó phiền, ứ chịu được. Super Idol ý. Cảm giác kiểu fan cuồng đuổi nó thần tượng ấy, bực thực sự. Điên cho người ta xây nhà xem nào. Điên cho người ta xây nhà không thì bảo ánh của mẹ rồi, hừ thế không biết nữa. Thế là thực tế mình chạy vòng vòng mình xây hoài và thực sự phiền, ứ chịu được. Sợ thì không sợ đâu nhưng mà phiền quá. Ừ đấy, giạt cho một bên cho mình thể hiện. Ừ giạt qua. Đúng rồi, giạt qua một bên đi. Trông ghét quá mà. Thời gian cứ trôi, tình người còn mãi. Ôi giời ơi, cứ rết nó lại ra, rết nó lại ra thôi, khó chịu à. Và cuối cùng mãi thì mình xây được ngôi nhà, cũng không đẹp lắm nhưng các bạn thông cảm đi. Mình quá là mệt mỏi với việc xây nhà với đám zombie quá là đông này rồi. Xây thực sự rất là mệt luôn á, cho nên mình quyết định mình chỉ tạm dừng như thế này thôi. Xây nó cũng không được đẹp lắm, các bạn cũng thông cảm đi. Và sau đấy mình cũng phải dùng rất là nhiều ngày đi chặt gỗ, chuẩn bị đồ các kiểu con đà điểu, và sau đấy lại xây thêm một cái chuồng nữa. Mình nhận ra là mình phải nuôi thêm bò gà và lợn nữa. Nếu một mình sinh tồn thì nó không có gì đặc sắc hết á. Mình phải cứu vãn những cái loài khác nữa đúng không? Nhưng mà trước đấy là mình phải lấp cái hố lại đó. Cái đám này nó tận dụng cái hố, nó party chế đồ ở đây nhìn khá là khó chịu ấy. Và thế là cuộc sống của mình mấy ngày nó kiểu chạy loanh quanh này, xong lại quay lại, xong lại đào, xong lại lấp, xong lại đào, xong lại chạy loanh quanh, xong lại đào, lại lấp. Khó chịu thực sự. Còn xin luôn đấy, biến mất dùng cái zombie cái gì mà cái khủng quá vậy. Trời ơi, thằng nào ra thử thách người ta biết ta đấm bài đường quyền ở mặt đi. Thử thách gì mà khó chịu thực sự. Và phải mất vài ngày thì mình mới xây xong được một cái chuồng á. Cái chuồng này cũng chả được đẹp lắm đâu, tại vì các bạn thông cảm, kiếm đồ rất là nguy hiểm luôn, mà kiếm xong đồ mà xây nó còn khó nữa thì mình chỉ xây kiểu tượng trưng rồi thôi. Nói chung có hơn không ấy, nói chung mình cũng có tấm lòng hảo tâm đi cứu loài khác thì cũng ổn rồi. Và quá hiểu sao mà cái khe này ở trên mạng người ta nói là chỉ có người chui vừa, zombie không chui không có vừa, mình không hiểu sao mấy con này nó chui vừa được nữa. Sau đấy thì mình quyết định làm thêm một cái ruộng, mình cần thêm thức ăn nữa, hiện tại thức ăn cũng khá là khan hiếm. Mình làm thêm một cái ruộng lúa và một ruộng cà chua, và thực sự cái công đoạn xây nó cũng y như cũ thôi. Lại đào đào chạy chạy đập đập đặt đặt đào đào cuốc cuốc, và xong đấy lại chạy zombie đấy. Cái mốt này nó khiến tôi trầm cảm quá mà. Trời ơi, nó có lòng người không vậy? À quên, nó là zombie chứ nó không phải người đâu mà có lòng người. Chúng nó có chén chứ. Tôi ăn hành rồi đấy, mấy ông vui chưa? Ăn hành hơn ăn block nhiều rồi đấy, vui không? Quá là vui luôn, tôi hiểu tính mấy ông. Dành
dành ra vài ngày để mà nâng cấp cái ruộng lúa lên thì mình cũng nâng cấp lại ngân hàng của mình luôn. Lần này mình chỉ nâng cấp bên trong thôi, mình sửa lại mấy cái khu, riêng tầng hầm thì mình không có sửa, tầng hầm chỉ là nơi mình farm kinh nghiệm mà. Nói chung đây chính là chỗ mình chém kinh nghiệm để mà nâng cấp đồ thôi, nhưng mà giờ cũng không có cần gì hết á. Tầm này đồ của mình phù phép cũng khá là ngon rồi. Còn ở tầng trên thì mình nâng cấp cái khu phù phép và cái khu lò nung lên đi kim cương. Cái khu phù phép mình nhìn nó đỡ xấu hơn một tí và còn có một cái cửa sổ nữa. Sau đấy thì mình quyết định đi khám phá ở trong thành phố. Mình đi vào trong thành phố và mình cũng kiếm được khá là nhiều thứ hay ho ở đây. Trong này cũng không có gì đặc sắc lắm, những cái tòa nhà ở đây khá là cao nhưng mà đồ trong này trống không mà. Nó cũng chả có gì để mình hành nghề cả đâu. Có một vài cái kệ sách cả, một vài cái tơ nhện thì mình cũng full cả rồi. Bản phù phép mình cũng chả cần nữa. Nhưng mà quan trọng là ở đây sẽ có một vài thứ khác mà mình cần. Kiếm những cái thứ này thì sẽ khó hơn một chút. Do là ban ngày cho nên là trống không mà mình chả gặp con zombie nào ở đây cả, không mối nguy hiểm nào hết á. Nhưng mà đến ban đêm và hoặc là khi những lúc mình xuống những cái tầng tối hơn và thấp hơn á thì bắt đầu có gặp một vài cái lồng spawn quái. Mình bị chạm trán đám quái vật ở đây, tuy nhiên mình vẫn ăn được bọn nó thôi. Và ở đây bọn nó cũng không đông như ở cái chỗ nhà mình nữa, cho nên mình cũng không có sợ lắm. À không, cũng khá đông ấy, nhưng mà không có sao, mình lo được. Rồi ôi thôi nào. Những thứ mình cần ở đây là kim cương, những cái map và mình còn kiếm được khá là nhiều cái cục slime ở đây á. Cái thứ thực sự mình cần nhất là những cái cục chất liệu ở đây. Mình cần rất là nhiều những cục chất liệu này thì mình phải làm súng. Còn lại kim cương và những cái map thì mình chỉ vô tình tìm thấy thì mình cũng lụm luôn ấy, tại vì nó cũng khá là ngon. Mình có bị chặn đường các kiểu nhưng mà chả sao cả, giáp mình cũng khá là mạnh rồi. Tuy là không mất máu nhưng mà giáp mình hư cũng số lượng rất là nhiều ấy. Và sau đấy mình về nhà mình nghiên cứu và mình làm được một cái súng. Cái súng này thì mình thấy cái tên là quen quen thì mình chế thôi, chứ thực sự mình không biết gì về súng hết á. Và công thức thì ôi giời ơi, công thức ngày xưa đi học cũng ôi giời ơi luôn á. Nói chung là rất là lằng nhằng. Đầu tiên là phải cho cái tin ingot và cái đồng để mình ghép lại thành một quặng mới, xong mình nung lên. Xong đấy lại làm thêm một cái công thức mới, xong mình cũng không biết nó còn nung hay không nhưng mình cứ cho vào lò nung luôn. Nói chung là kiến thức úi giời ơi luôn. Sau đấy thì mình còn gộp lại cái lò nung kim cương và lại tiếp tục đi đào rất là nhiều khoáng sản để còn làm súng nữa. Mình cảm giác từ này vẫn chưa đủ để chế súng đâu, mình cần thêm á. Và thực sự lúc nãy mình làm cái gì cái đám này nó cũng đến nó ăn hôi được thôi, nó cũng đến nó bắt nạt mình được thôi. Rồi cảm giác nó cứ thích bắt nạt, nó bắt nạt vậy đó, ghét chưa. Và sau đấy mình cũng có rất là nhiều khoáng sản rồi, mình làm công thức, mình chế cái súng. Cái giây phút trả thù đến rồi các bạn ơi, đến rồi. Gần lắm rồi, mình chế được một cây súng MB40. Mình nghĩ là MB40 để kéo tâm trong một game ở đấy rất là ghê luôn. Thì trong cái game này cũng rất là mạnh, nên mình nhanh chóng mình kéo luôn. Tiểu liên sấy tầm gần, sấy thẳng ở mặt cái đám mình ghét luôn. Chế mãi thì cũng được một cây súng MB40. Xong mình còn phải làm thêm băng đạn và đạn nữa. Mà thực sự công thức rất là lằng nhằng luôn. Để mà bắn được chúng ta cần băng đạn nữa. Và sau đấy mình phải đi đào một vài cái đất sét để nung lên làm một cái lò nung mới. Để xong đấy lại nâng cấp thêm một cái quặng mới nữa. Và lúc đấy thì mình chế tạo được băng đạn để làm được một cây súng hoàn chỉnh. Đạn thì nó cũng rẻ hơn, cũng đỡ, may quá. Cuối cùng, để thấy giây phút đến rồi. Kéo tâm, boom. Súng nó có giật các bạn ạ. Ôi, thế mình bắn cũng sướng phết đấy. Nhưng mà không hiểu sao đạn nó khá là ít nha. Có 32 viên đạn, bắn nó không được nhiều các bạn ơi. Bắn một tí nó hết đạn à. Nhưng mà nghe tiếng nghe hay phết ta, nghe thật phết ạ. Tộp. Sát thương cũng không đủ để bắn hết một con zombie đâu. Phải tầm 2-3 viên mới chết á, 6 máu. Cái bọn zombie này mình nhớ không nhầm là 20 máu á. Bắn một được 6 đam à. Rồi, đây làm sao mà đàn áp được đám zombie đây. Bắn thì cũng khá là sướng đây các bạn. Nhưng tuy nhiên thì mình nghĩ là để mà chống lại zombie thì cũng không ổn lắm đâu. Bắn vui vui chơi chơi à. Sau đấy mình vác cái súng này quyết định đi tìm cái kho báu. Mình đang kiểu cái kho báu này chắc chắn phải có súng điều trị trong đấy này. Mình đi mãi cũng đến được chỗ kho báu. Và đi đến nơi mình đào ra thì ôi giời ơi hết hồn luôn, bất ngờ luôn. Nó siêu giàu luôn, giàu ôi giời ơi luôn giàu. Quá trầm cảm với cái sự kho báu nó quá là giàu như thế thì mình quyết định về nhà nuôi cá và trồng thêm rau ấy. Lúc này thì mình mới bắt được động vật về để mình nuôi chúng nó và cố gắng nhét nó vào lồng nữa. Cầm súng đàn áp bọn này cũng quá chả có mạnh gì hết á. Mình thấy ở game nào để kéo tâm MB40 ghê lắm nhưng mà không hiểu sao bắn này nó không mất nhiều máu hết á. Bắn thực sự rất là mệt luôn. Và xong cái đám zombie nó còn chui qua được cái hàng rào mình nạn, mình vào nhà mình trang trí. Mình định treo cái súng lên thì cũng không có treo được. Trông nó chán chưa. Thế là mình chế tạo một cái ba lô đeo người, mình cất nó vào cho nó nhanh. Sau đấy thì mình làm một cái gậy sơn. Cái này giúp mình có thể sơn cái quặng sắt lên để một cái quặng sắt xịn hơn các bạn hiểu không? Kiểu sơn vào nó sẽ kiểu mạnh hơn đấy đó. Và từ cái quặng sắt sơn này chúng ta có thể chế tạo được một cái senchi, đó chính là một cái máy bắn tự động. Và mình cũng chỉ đủ đồ để làm hai cái thôi. Nghe giới thiệu thì máy bắn này rất là tốt nhá, nó bắn được cái đám zombie này. Và thì quái nào mình chế tạo ra nó bắn cả mình luôn.
Hay quá mà. Úi giời ơi. Một cái thì mình để bảo vệ đám động vật, còn một cái thì mình để dưới này, cái chỗ cái bẫy á, cho nó bắn chết đám zombie ở bẫy đi, nó bớt khè lại thì nhà mình sẽ đỡ ồn ào hơn. Và sau đấy mình lại đào được rất rất nhiều khoáng sản và lấy thêm sắt để làm thêm rất là nhiều senchi, và cũng để tích cóp thêm khoáng sản nữa, lỡ zombie nâng cấp thì mình còn có cái để mà xài. Sau đấy thì mình quyết định làm một cái thang lên tầng 2 ở trong phòng ngủ. Cái này thì giúp mình lên được tầng 2 á. Dù sao thì ở trên cao thì mình quan sát nó cũng ổn hơn, và tấn công zombie cũng ổn hơn và cũng an toàn hơn nữa. Trên này cũng để một cái cửa cho zombie đỡ vào nhà của mình. Ở trên này mình có đặt một vài senchi ra, tuy nhiên nó hoạt động không có tốt cho lắm. Kiểu nó bị vướng block ở dưới chân, nó bắn được ở xa ấy, còn tầm gần nó không nhìn thấy, nó không có tấn công được á, thế nên mình phải đập đi. Và tuy là zombie rất là đông, nhưng mà mình nhìn thấy cảm giác nó đi xuyên cái hàng rào mình xây ở dưới mình khá là cay cú ấy. Mà tấn công một đám động vật của mình, thế này mình quyết định là trong giữa đêm, giữa cái đám zombie đông thế này luôn, mình dùng đá để mình sửa lại cái bên đấy. Nói chung là không phải cho đẹp đâu, mục đích chính là để cho nó không đi xuyên cái hàng rào nữa ấy. Nói chung là ngôi nhà của mình phải là bất khả xâm phạm, zombie không thể nào vào được, thì mình mới an tâm mình cài đồ được á. Mà thực sự nó cũng rất rất là mệt để mà thoát khỏi bọn đấy luôn. Sau đấy thì mình lại nghiên cứu chế thêm một cái súng mới, nhưng mà hơi thiếu đồ một chút, cho nên mình phải dành một ngày đi chặt thêm rất rất là nhiều gỗ để về nung làm than. Cái than này khác với than thường nha. Và cuối cùng mình làm được một cây pháo cối, như là súng này mình gọi là pháo cối thì mình không biết gọi là gì nữa, đam cực kỳ to luôn, kiểu đại bác một phát có khi chết nguyên cả đàn zombie chứ không phải đặng đùa ấy. Nhưng mà cái cây này nên cẩn thận một chút nha, bắn không cẩn thận là nhiều khi nó chết mình á. Đấy, bắn khẩu này phải zombie tụ đông lại mình bắn mới thích đấy, bạn thấy không? Một viên thôi là xử gọn cái đám zombie siêu to khổng lồ luôn đó, rất là an toàn. Ôi dồi ôi. Trong thời gian đấy mình cố gắng một quyết tâm sửa lại cái chuồng của mình để đảm bảo an toàn cho cái nhà của mình và đám động vật. Mấy hôm sau thì mình cũng sửa thành công, và mình cũng để cái sentry ở phía dưới để hoạt động tốt hơn ở trên rất là nhiều. Nói chung là zombie giờ nó không thể nào tiếp cận vào cái nhà của mình được nữa. Cái đám động vật của mình bây giờ cũng an toàn hơn rất là nhiều rồi. Và thậm chí nếu rảnh mà zombie đông quá, mình có thể lên nóc nhà mình tận bắn súng một chút cũng ok luôn. Nói chung bây giờ khá là an toàn cho cái ngôi nhà của mình rồi. Và mình lại dành vài ngày để mình trang trí lên tầng 2 nữa. Nói chung là cũng không phải trang trí gì cả đâu, mình lắp thêm cái mái để tránh cái trường hợp zombie nó nhảy dù từ trên đỉnh núi xuống. Cái nhà này mình định xây hai con mắt và cái mũi, nhưng mà nó không dùng lắm như vậy. Và bây giờ cái đám zombie đều nó có nhảy dù trên cái núi xuống thì nó cũng bị cái senchi bắn chết thôi. Thế là bây giờ mình cực kỳ là an toàn. Và sẵn gói súng mới trong tay thì mình cũng lôi ra mình test, mình bắn cái đám zombie này cho vui ấy. Mình bắn thêm một chút thịt thối ấy, bắn kiểu để dằn mặt thôi chứ thực sự nó cũng không có tốn kém gì cả ấy. Cái đạn của súng này nó cũng khá là rẻ thôi, chế tạo nó cũng khá là dễ, mình ngồi mình bắn cho vui vậy đó. Nhìn vậy thôi chứ cái đám này tấn công mình khá là mạnh ấy, nó tấn công mình gãy cái mũ kìa. Và sau đấy mình lại dành khá là nhiều thời gian để mình trồng thêm một cái ruộng dừa, một ruộng bí ngô. Mình muốn tích thêm một giờ nhiều đồ ấy, để mà khi đại dịch xảy ra thì mình còn tích được khá là nhiều đồ để mà sinh tồn ở đây á. Ban ngày thì cháo gì xảy ra cả, xây rất là dễ dàng luôn, nhưng mà đêm đến thì đám zombie nó lại đến nó phá hoại ấy. Xây thì không có gì khó khăn cả ấy, nhưng mà cứ mỗi lần zombie nó xuất hiện ra thì rất là phiền luôn, thực sự rất là mệt. Và mình còn phải cẩn thận làm mấy cửa sập này, che ở trên ấy để tránh trường hợp zombie nó dắp lên nó hỏng hết cái cây á. Nói chung là mình khá tỉ mỉ trong cái việc logic luôn á. Và thực sự mình cũng không biết là mình đã bắn hạ bao nhiêu con zombie nữa, mà nó cũng càng ngày nó càng tuần ra càng đông cái này. Bắn cảm giác như vô hạn ấy, bắn trên rất là nhiều nhưng mà xong nó lại ra một đống, khá là bất lực luôn á. Cây súng này nó rất rất là mạnh, nhưng mà suy nghĩ kỹ thì mình thấy là một khẩu súng này nó cũng không thể nào mà chống lại cả một cái đàn zombie này hết á. Cứ hết lại có này, hết lại có này. Nhưng mà mình vẫn cố gắng, những ngày tiếp theo mình cố gắng xây thêm một cái ruộng mía nữa. Mía sau này mình cũng khá là cần đến á. Mặc dù dẫu biết là khó khăn ấy, nhưng mà mình vẫn cố gắng xây một cái ruộng mía vòng tròn đây cho nó đẹp. Và thực sự mình cũng không hiểu là tại sao con nhân vật của mình nó ngủ cũng phải mới gần 100 ngày rồi nó không ngủ, nó vẫn sống được một cách bình thường thì mình cũng thấy ảo thật đấy. Nhưng mà cái ruộng mía này xây hơi mệt nha. Zombie nó bắt đầu kiểu quá là đông và hung hãn rồi á. Mình xây cái farm mía mình cũng trầm cảm hơn thực sự hơn á. Nhưng mà cũng chính vì nó đông cho nên là mình bắn súng nó cũng sướng hơn rất là nhiều. Cứ ngồi bắn thôi, zombie càng đông bắn càng phái các bạn thấy không? Nhìn cái đám zombie cả nguyên một đàn zombie mất máu nhìn phái thực sự. Và cố gắng mãi mất gần vài ngày thì mình mới hoàn thành được cái ruộng mía của mình. Khá là tốn nhiều thời gian luôn á. Mình cứ phải vừa xây vừa bắn vừa chạy vòng vòng trông đần độn thực sự. Nó đánh mình hỏng cả mũ cả giày á, nhưng mà mình còn chưa kịp sửa đồ nữa. Rồi còn mỗi cái giáp và cái quần mà trông khó chịu thực sự. Đấy đấy, dành cho ông bà nào muốn thấy tôi ăn hành đấy. Vừa lòng chưa? Vừa lòng ngã dạ chưa? Ăn hành nhiều lắm rồi đó. Thậm chí cái đám zombie luôn mặc cái giày in chan VIP Pro này này. Ngày tiếp theo thì mình qua bên địa ngục, mình đào những cục netherrack ở đây. Ngoài netherrack thì mình cũng chả cần gì hết á. Cái netherrack này là nguyên liệu chính để mình làm nên cái tường thành của mình. Và ngay sau đấy thì mình trở về nhà xây một cái tường thành bằng hàng rào sắt và đá. Thực sự là mình rất là quyết tâm để mà chống lại cái đám zombie luôn. Mình không muốn nó xâm nhập vào nhà mình một chút nào hết á. Kể cả mình không gặp nguy hiểm thì mình cũng không muốn nó vô nhà của mình á. Mình muốn ngôi nhà của mình phải là một nơi không hề có zombie để an toàn cho mình và cây trồng và vật nuôi nữa. Nói chung thì vừa xây vừa bị zombie tấn công á. Ban ngày thì cũng hơi khó chịu một chút, nhưng mà đến ban đêm thì gọi là siêu khó chịu luôn. Nó bắt đầu nó quá là đông luôn á. Mình vừa xây vừa nhịn nhục, nhưng mà thực sự nó tốn nhiều thời gian hơn mình thường rất là nhiều á. Cái hàng rào nó còn rộng nữa. Khu nhà mình cũng không hề nhỏ ấy. Xây cũng khá là mệt luôn. Đấy các bạn thấy không, zombie là tấn công này. Ui dồi ôi, khiếp quá. Với cái số lượng này mình không biết là nếu mình không có nhà và không có căn cứ mình phải sống sinh tồn kiểu gì nữa. Có súng mà còn không ăn thua này thì làm ăn gì trời.
Sau đấy thì mình phải đào thêm rất là nhiều tuyết. Chắc các bạn cũng đoán được là mình đang xây cái gì đúng không? Mình đang xây một vài cái ụ súng trên cái tường thành. Cái ụ súng này thì mình xây cho đẹp thôi, chứ thực sự là bắn không muốn sát thương nhá. Mình chỉ làm bắn cho kiểu bắn đám zombie bị knockback ra cho nó khó chịu vậy chơi á. Nhưng mà thực sự nó không vào đam nhá. Cái ụ này làm cho đẹp à, nói chung kiểu giống như một cái khu căn cứ á. Bắt đầu mình nghĩ là xây cái này nó cũng không tốn thời gian đâu, nhưng mà khi em bắt tay vào làm thì mình nhận ra nó cũng tốn rất là nhiều thời gian đấy. Ban đầu thì mình nghĩ là zombie nó không tấn công được mình sẽ không gặp khó khăn đấy, nhưng mà do cái tường nó quá rộng mà xây cái này nó còn nhiều họa tiết ấy, mình phải ngồi nhìn lại cái cũ để xây cho giống nhau nữa, cho nên là thành ra tốn khá là nhiều thời gian và cũng khá là mệt luôn. Còn cái đống fan cuồng nó cứ đi ở dưới thì mình mặc kệ thôi. Ở trong thì mình để một con snow golem là một con tuyết á, nó bắn vào cái này nó sẽ bay ra lửa, nhưng mà không hiểu do resort pack hay là do bản cũ đó, nó không một cháy nhìn cũng không có đẹp lắm, nó phải có một chút lửa miễn phí thì nó mới đẹp được. Nhưng mà không hiểu sao con này nó trăng nó không dính lửa, nhưng mà kệ đi không sao. Nói chung là mình cũng làm được một vài cái bảo vệ tường thành cũng khá là ổn rồi, nhìn cũng khá là đẹp ấy. Nhưng ngày cuối cùng thì mình đặt đốt những cái Sentry ra để bảo vệ khu tường thành của mình. Thì đám zombie bây giờ cũng bắt đầu khá là mạnh rồi, nó đi cũng khá là nhanh hơn rồi á. Chủ yếu là mình đặt Sentry ở cổng á, để không cho zombie tấn công ở trong, mình không đặt xung quanh đâu. Tại vì Sentry mình không có nhiều, thực sự mình phải đào rất là nhiều sắt mới làm được tường này Sentry á. Và đây sẽ là lớp phòng thủ cuối cùng của mình, nó sẽ giúp mình bảo vệ cái tòa thành này. Ở chỗ chuồng bò đấy cũng khá là nhiều Sentry đấy, nhưng mà kệ đi. Thực ra cái chuồng còn nhiều hơn ở trong nhà ấy. Ở đây có một vài con nó vượt rào được này, thì mình cũng để thêm hai cái ụ vào đây này để bắn những cái bọn vượt tường vượt rào, bọn ăn trộm ấy. Đấy, sẽ bị bắn. Nói chung là nhà mình bây giờ khá là an toàn rồi. Cái đám zombie mình nghĩ là sẽ không phải nào tấn công ở đây ở đâu. Cái chỗ này thì hơi khó chịu một tí này, hồi trước mình đốt lửa nó cháy nguyên cái nhà mình luôn á, cho nên phải dập lửa đi, nhìn hơi xấu. Còn dư một vài Sentry chắc mình để ở ngoài này đi. Đây là những ngày cuối cùng rồi, mình phải thực sự rất là tập trung ấy, rất là tốn nhiều thời gian ấy. Mình phải thực sự nghiêm túc với cái đám zombie này thì may ra mình mới chiến thắng được bọn nó, chứ không mình nghĩ khá là mệt á. Cuối cùng thì mình chế tạo được một cái súng, súng này là súng ngắm nhá. Mình không chế tạo súng trường tại vì mình không thích, mình thích bắn súng ngắm cơ, mình đứng ở trên mình bắn. Cái việc bắn súng trường và tỉa tầm gần mình sẽ để cho Sentry làm việc đi. Mình cầm súng ngắm, mình đứng ở trên tường thành mình bắn. Và đây sẽ là ngày cuối cùng chạm trán cái zombie. Thực sự cũng khá là nhàn hạ thôi, mình cứ cầm súng ngắm mình ở trên mới vai trò là xạ thủ, mình ngồi bắn những cái con cầm giáp ấy, hoặc là mình ngớ mắt con nào để bắn con đấy. Chứ bây giờ những cái ụ súng nó cũng làm hết công suất nó rồi á. Lý do mình tạo ra cái ụ súng này là để nó bảo vệ mình, chứ không phải để mình bảo vệ nó. Cho nên là mình chả cần làm gì mình cũng sống được hết á. Nhưng mà thôi, mình cứ cầm súng ngắm lên đây mình bắn cho kiểu xả stress á, chứ giờ nó cũng đâu có gì để làm đâu đúng không. Và bắn cái này cũng khá là vui nha. Nhưng mà cái độ nhạy ở trong game này nó hơi cao ấy, cho nên là bắn súng ngắm nhiều khi nó cũng hơi khó ấy. Nhưng không sao, nói chung là bắn cái đội đám zombie này cũng khá là xả stress ấy. Nhất là những cái pha đông đông cái này này, mình bắn một phát rồi chết hết nguyên đàn zombie này cũng khá là vui á, nhìn cũng khá là đã luôn các bạn. Đó, những pha tầm xa bắn súng ngắm cũng khá là sướng á. Nhờ mình phải công nhận một điều là cái đám zombie này cực kỳ đông á. Nếu mà các bạn không chơi một cách nghiêm túc và kiếm đồ ấy, các bạn cứ đi núp núp thì không có vui. Nhưng mà nếu các bạn mà không kiếm đồ, các bạn cứ đi lao ra chém thì các bạn khó chơi á. Còn nếu các bạn nghiêm túc để chơi cái mode này mình cảm giác cũng khá là ổn á. Tuy nhiên thì có một vài thứ khiến bạn khó chịu ấy. Đấy, cái Sentry này nó bắn zombie, nó bắn trúng cả mình luôn, khó chịu thực sự. Cậu nó có chán chưa? Đấy, hộ tự lên mình yếu kinh khủng luôn. Mình biết là chúng ta nên chế tạo súng trường, nhưng mà thôi, mình thích rồi các bạn. Người thành công luôn có lối đi riêng, còn người thành thụ sẽ có lối đi riêng nữa. Nhưng mà kệ đi, mình lỡ chế tạo rồi ấy. Nào cho ta vào nào ấy. Nhìn đâu người đám Sentry nó phế vật chưa các bạn thấy không? Nó mạnh thì mạnh lẫn đấy, nhiều khi nó bắn mình khó chịu thật sự. Thế mình cứ ngồi trên nóc tòa thành mình tỉa tỉa, chắc cũng hết 100 ngày rồi các bạn ơi. Một trăm ngày đầu thì mình bị zombie hành hạ, đến những ngày cuối cùng thì mình hành hạ zombie á. Thậm chí mình còn dụ một con ở xa để mình test ý. Mình test xem cái khẩu này bắn được xa hay không ý. Mà công nhận là khẩu này bắn xa thật, bắn từ đây qua tận bên kia. Wow, hai dãy đổi luôn á, ghê thật.